Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình là Khanh. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để lắp Stab Costa. Thì đó là một cái loại Stab bây giờ chỉ còn phổ biến trên mấy cái con Philco thôi. Còn các nhà sản xuất khác họ chuyển qua sử dụng Stab Cherry là loại này. Thì cái Stab Costa này trên mạng khá ít video hướng dẫn nên hôm nay sẵn tiện làm con này mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Thì đây là kết quả sau khi mình lắp trước hai cái. Còn đây là trước khi lắp. Sẽ nghe rõ được cái tiếng lọc sọc. Tuy dù không có đều lắm nhưng mà nó cũng giảm bớt được cái tiếng. Thì mình thử lắp nhẹ lên trên một vài chỗ thôi. Thì cái cách của mình nó khá là đơn giản, chủ yếu là để anh em nắm được cái vị trí cần lắp trên cái stab này thôi. Thực ra nó cũng không phải là cái cách hiệu quả nhất. Thì cái Stab Costa này nó cấu tạo như thế nào? Nó sẽ có hai cái miếng đệm cao su. Nó tương đồng với lại cái housing ở bên cái Cherry nè. Rồi một thanh quai. Cái thanh sắt là cái thanh sắt á, cái thanh sắt ở Stab Playmount thì nó sẽ luồn vô trong cái stem. Thì ở đây cũng vậy, nhưng mà cái cách lắp vô housing nó khác chút là nó sẽ gài vào đây. Để mình chỉnh cái đèn lại xíu. Rồi đó, anh em thấy rõ chưa? Nó sẽ gài vào trong cái ngàm này. Đây. Xin lỗi anh em vì cái đèn của mình là cái đèn bóng hình quang nên nó hơi chập 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 chập. Đó. Mình sẽ tùy cái này vào đây. Đó. Thì đây là một cái điểm tiếp xúc và cũng là cái nơi mình cần lắp. Lúc là mình sử dụng một cái loại mỡ bất kỳ nào đó mình tra vào. Thì có thể là mỡ bò, mỡ heo, mỡ gà, dầu ăn, động cơ máy bay. Dạo này mấy anh em trên các cộng đồng hay nghĩ ra những cái loại dầu khá độc đáo. Mình vừa mới kể tên ra. Thì đó, cái stem của mình nó có dạng như thế này. Cái này nếu mà gãy thì mình có thể mua trên Shopee cũng khá là nhiều. Đó, mình luồn nó vào đây. Rồi khi hoạt động nó sẽ di chuyển như thế này. Nó sẽ đập vô đây. Thì các anh em nghĩ là nên lắp ở đây nhưng mà mình thấy là không nên. Nếu mà mình bỏ lắp vô đây thì gõ xuống, lúc mà gõ nhiều quá nó sẽ nghe lép nhép lép nhép lép nhép. Một số anh em có vợ hoặc là có người yêu sẽ biết cái tiếng này, thì mình không đi sâu vô cái tiếng đó ha. Anh em nào trải nghiệm rồi thì anh em sẽ biết nó khá khó chịu khi nó xuất hiện không đúng lúc. Rồi đó, anh em nắm được cái cấu tạo của nó rồi thì mình sẽ tiến hành lắp. Đây, cây cọ. Cọ này các bạn mua cọ nào cũng được. Mình lấy một ít mỡ lắp. Ở đây mình sử dụng là mỡ Bermantex. Rồi mình quét lên trên đây một cái lớp mỏng thôi.
nó hơi dày xíu chứ đừng cho, cố gắng không để nó vón cục quá nhiều. Rồi, bên đây cũng vậy. Em lưu ý cái phần nào cần thì mình mới cho dầu lên thôi nha. Đừng có bôi tùm lum. Đừng có bôi ra tùm lum, nó khá là bẩn. Dầu này nó cứ nhớp nhớp, nó rít rít rồi. Bởi vậy nó mới bôi trơn được. Rồi, một phần mình sẽ làm cả trên cái cây đó lẫn cái này đó, cái vị trí để gài cái tham quai vô mình sẽ lắp ở đây. Đây cũng vậy, mình sẽ cho vừa đủ vào thôi. Như mình ở đây thì mình làm hơi lố tay tại vì mình nhìn qua cái ống kính camera nên là mình không có thấy rõ lắm. Còn bình thường thì mình dí sát mặt mình để mình xem mình lấp dày mỏng như thế nào. Tốt nhất là vừa phải chứ không cần nhét nhiều quá. Như một số anh em lớp staff, có một số anh em nhờ mình lớp staff mà lúc mà đem qua, trước khi đem qua là mấy anh em có thử lúc rồi mà nó không có hết. Thì thường nó không hết là do cái thanh sắt nó chưa có, cái thanh quai của nó đó nó chưa có cân nên là nó vẫn còn kêu tít 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 tít. Anh em nghĩ là chưa đủ lúp nên là cứ cố nhét lúp vô, nhét mở vô, thế là cái staff nó ngập ngụa luôn quá trời thì mình phải lau bớt ra. Không phải là mình bỏ nhiều lúp vô thì nó sẽ hết cái tiếng đó đâu, nó vẫn sẽ có nhưng mà staff gõ nặng hơn. Chung quy là mình mấy lần đầu lúp thì sẽ tốn khá nhiều mỡ để, nói chung là phải trả tiền học phí. Rồi sau khi mình lắp xong thì mình sẽ lau cái phần dư ở ngoài đi. Đó, anh em thấy công dụng của cái tờ khăn giấy này rồi chứ, là để làm việc chứ không phải là làm việc kia. Rồi sau khi mình lắp xong cái đó thì mình sẽ tới phần stem. Stem thì anh em luồn cái cây cọ vô trong đây, qua quất lại. Mình cũng lau cái phần thừa dính trên cái miếng này đi, tại vì nó dính cho nó cũng không có chức năng gì mấy mà nó sẽ dính xuống dưới cái phần vỏ, vậy là không nên. Rồi tương tự vô bên này. Trong thôi. Rồi, ok. À, mình sẽ lắp vào đây đi. Tại vì hồi nãy mình test ở đây, giờ mình lắp lại chỗ này để cho nó hơi trực quan. Mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để gài cái này vào luôn. Cái có star tab này mình chả cần rã hàng gì hết, mình cứ bóc ra ngoài mình lúp luôn cho nó kỹ chứ không cần để ở trong đâu. Nè anh em thấy nè, ở đây nó có một cái móc, mình đây nó cũng có một cái móc. Rồi nó có một cái rãnh đó để tì vô trong cái play. Ở cái đầu bên kia nó cũng sẽ có một cái rãnh.
Rồi mình sẽ đưa cái đầu có cái thanh sắt vô trước. Rồi cài vô. Đây cũng vậy. Sẽ để xuống làm hai tay. Rồi. Lúc mà mình chưa ấn xuống thì tạm thời nó nằm vậy. Rồi cái phần đầu nhỏ bên này mình mới ấn xuống đó. Bạn nghe cái tiếng đó là nó đã vô ngàm, lọt xuống đây đó. Rồi. Chưa. Rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn hai cái này vô trước. Mình sẽ lắp như thế này. Cái phần đầu dài á, cái phần đầu dài hơn mình sẽ để như đây. À quên, trước khi mình bỏ vô thì mình quẹt thêm một xíu ở trên cái thanh sắt. Mỏng thôi nha anh em, vừa đủ thôi. Này mình lấp để bôi bôi cho nó trơn thôi. Nhiều quá nó sẽ gõ, nó sẽ bị nặng. Rồi tiếp đến mình sẽ cho cái phần dài nó hướng về phía trước. Rồi, để xuống. Tại vì bây giờ có mình bôi mỡ vô rồi nên là cái này của mình nó khá là chắc, nó đứng được. Thì mình để vậy, mình lắp hai cái vô một lúc luôn rồi mình hãy hạ nó xuống. Nhiều anh em ghét cái con Costa này tại vì nó khó lắp, chứ thật ra mình nó khá là dễ dàng để tháo ra lắp lại. Đó, cái tiếng nó cũng cải thiện được khá khá rồi, mượt hơn đỡ lao xào, tuy nhiên là nó vẫn chưa có cân. Nè, gõ vẫn nghe tiếng tích nhưng mà nó cũng cải thiện được. Sẽ làm thêm cái thanh spade nữa. Ở cái thanh spade thì các bạn có thể là mình cho nhiều mỡ một chút. Tại vì cái thăm cái một cái phím thường anh em sẽ gọi mấy cái phím này là phím dài, thì cái phím nó càng dài á thì mình cần tra nhiều dầu, nhiều mỡ hơn, tại vì cái khoảng cách nó xa nên gõ nó sẽ khá là nhẹ, dù cho mình có bôi nhiều mỡ. Thì đồng nghĩa với cái việc trên thì mình nếu mà mình bôi nhiều mỡ hơn một chút thì nó sẽ khít hơn, đỡ lạo xạo.
Thank you.